thì cái video này mình nói về cái quan điểm cá nhân của bản thân mình về cái chế độ bảo hành của những chiếc máy cũ và vì sao ở trên thị trường đấy những chiếc máy những chiếc máy dựng ấy càng ngày nó làm càng tinh vi những chiếc máy dựng càng ngày nó làm càng tinh vi cái nguyên nhân vì sao nó lại như thế thì đầu tiên nhá về cái chế độ bảo hành của những chiếc máy cũ thì đối với mình những cái chế độ bảo hành của những chiếc máy cũ nó quan trọng hơn rất nhiều lần so với chế độ bảo hành của những chiếc máy mới Tại vì sao? Tại vì cái tỷ lệ rủi ro của những chiếc máy cũ nó cao hơn rất nhiều lần so với những chiếc máy mới, kể cả những chiếc máy zin nguyên bản. Chứ chưa nói đến những chiếc máy dựng ở đây. Đó. Ở đây mình có 7 chiếc máy thì hai chiếc máy này là hai chiếc máy zin nguyên bản này. Chiếc máy này là chiếc máy rơi nước hôm trước có làm clip này. Còn bốn chiếc máy này là bốn chiếc máy dựng. Bốn chiếc máy dựng này mình để theo thứ tự đấy là con này là dựng gọi là nhẹ nhất này. Con này là nhẹ vừa này. Con này gọi là dựng nặng hơn này và con này gọi là dựng rất nặng này. Đó. Thì ở đây mình nói đấy là kể cả với những chiếc máy zin nguyên bản có nghĩa là chưa hề qua động chạm sửa chữa thay thế bất cứ một linh kiện nào bên trong nhé thì cái máy zin nguyên bản nó là máy cũ ấy thì cái tỷ lệ lỗi của nó so với những chiếc máy mới nó cũng đã cao hơn rồi tại các bạn phải biết đấy là hàng cũ là hàng đã qua sử dụng mà qua sử dụng có nghĩa là đã qua thời gian đã qua thời gian tồn tại mà cái thời gian tồn tại càng lâu đấy thì cái tuổi thọ của ông nó càng ngắn lại nhớ một điều nó càng ngắn lại nhé không có ông nào bảo là 80 tuổi rồi mà so với thằng 18 tuổi và tuổi thọ tao này là giống nhau Trừ khi nó gặp những cái vật đen hay nó gặp những cái gọi là rủi ro Mà cái rủi ro đấy đối với cái bọn trẻ ấy, thì nó thấp hơn rất nhiều so với những người lớn tuổi Nhớ một điều là càng lớn tuổi thì cái tỷ lệ rủi ro nó lại càng lớn lên Nó càng lớn lên Ông bị đột quỵ, ông bị trúng gió, ông bị A, B, C, D, F Còn cái bọn trẻ kia nó có thể nửa đêm nó uống rượu về 18 tuổi nó uống rượu say khướt bét cái này nhè Nó ra nó rồi nước nã nó tắm vẫn sống bình thường Nhưng ông 60 tuổi xem uống về ông ra ông rội phát xem bay luôn Thế nên là cái tỷ lệ rủi ro nó sẽ càng ngày càng cao lên thì với những chiếc điện thoại nó cũng thế những chiếc điện thoại nó là đồ điện tử đồ điện tử thì nó sẽ có tỷ lệ rủi ro của nhà sản xuất cái đấy thì hiển nhiên với những chiếc máy mới nó cũng có thế nên là khi những cái thằng như thằng apple này nó làm ra những chiếc iphone nó bán nó phải có bảo hành nó phải có bảo hành vì cái tỷ lệ rủi ro đấy nó luôn luôn túc trực ở bên người nó thế nên nó phải có nó phải có bảo hành thì bọn mình bán ấy, bọn mình cũng thế bán là phải có bảo hành thì cái bảo hành ấy, đối với những chiếc máy cũ là cực kỳ quan trọng cực kỳ quan trọng tại vì cái tỷ lệ rủi ro của những chiếc máy cũ nó nó cao hơn rất nhiều so với những chiếc máy mới thì mình nói ví dụ ở đây nhé với một chiếc máy cũ hàng zin nguyên bản đi hàng zin nguyên bản mình sẽ phân tích cho các bạn ngày để các bạn dễ hiểu nhé với một chiếc máy cũ hàng zin nguyên bản nếu các bạn mua bảo hành các bạn chỉ mua bảo hành 15 ngày hoặc là một tháng đúng không có nghĩa là các bạn sử dụng trong vòng 15 ngày một tháng các bạn thấy ổn thì các bạn nghĩ đấy là một chiếc máy cũ như thế thì nó sẽ ổn suốt cái thời gian các bạn sử dụng còn lại thì không Tại vì cái máy cu đấy Thời gian của các bạn sử dụng càng lâu Thì cái tỷ lệ lỗi nó sẽ càng tăng cao Giống như chiếc máy mới cũng thế Chiếc máy mới đấy khi mới bán ra đấy Sử dụng một tháng hai tháng đấy, Chưa có lỗi nhưng đến 5-6 tháng nó sẽ có lỗi Tại vì nó thử Thời gian tồn tại của sản phẩm nó càng lâu Thì cái tỷ lệ rủi ro của sản phẩm nó càng cao thì khi các bạn mua một chiếc máy mà các bạn mua bảo hành các bạn chỉ mua trong vòng 10 ngày 15 ngày đấy thì cái đấy gọi là một thời gian bao tép và cái đấy nó chẳng có một cái giá trị gì cho cái sản phẩm khi các bạn gặp vấn đề rủi ro do trong quá trình các bạn sử dụng tại vì các bạn sử dụng là sử dụng nó trong một thời gian dài chứ có ông nào sử dụng mua điện thoại về sử dụng 10 15 ngày hay một tháng không không có không có ví dụ như một con máy khi mua vào tôi mua giá khoảng tầm 9 triệu tôi bán giá 10 triệu rưỡi chẳng hạn một triệu rưỡi đấy là để phục vụ cho vấn đề bảo hành phụ kiện tất cả các chi phí abcdf thì đấy được gọi là cái chi cái khoản tiền đấy đấy là cái khoản tiền để đảm bảo an toàn cho cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì ở đây mình chỉ phân tích vì sao lại bảo hành bảo hành nhé nó quan trọng nhé nếu các bạn đi mua một chiếc máy các bạn mua bảo hành sửa chữa nhé các bạn mua một chiếc máy này chiếc máy iphone xs max chẳng hạn các bạn mua giá khoảng tầm 12 triệu 12 triệu nếu mà chẳng may trong quá trình các bạn sử dụng các bạn mua là mua được bảo hành 12 tháng là lỗi sửa chữa nhé đây là bạn nói hẳn bảo hành 12 tháng nhé, chứ không phải bảo hành theo kiểu là bảo hành 7 ngày hay là bảo hành một tháng nhé bảo hành 12 tháng, hai tháng lỗi sửa chữa trong quá trình các bạn sử dụng ấy chẳng may cái máy của các bạn nó bị đốm cam nó bị đốm cam đốm cam nghĩa là gì nó có nghĩa là có những cái hạt bụi nó chui bên trong cam các bạn mang cái máy đấy ra cửa hàng người ta sẽ sửa chữa bằng cách đến người ta rửa cam mặc dù người ta không thu phí của các bạn đúng không người ta rửa cam thì cái máy của các bạn Nó sẽ rớt đi một cái giá trị là 500 nghìn Mất đi 500 nghìn Có nghĩa là khi các bạn mua cái máy này 12 triệu Thực tế cái máy này giá trị của nó là 11 triệu Thì sau khi các bạn rửa xong camera Giá trị của nó chỉ còn 10 triệu rưỡi Tiếp theo các bạn sử dụng nhé Chẳng may nó bị liệt cảm ứng Các bạn mang qua cửa hàng người ta ép lại cảm ứng cho các bạn Cái máy của các bạn mất thêm 2 triệu 10 triệu rưỡi là còn 8 triệu rưỡi đó Mặc dù không phải trả một đồng nào sau thời gian sử dụng tiếp theo nó bị lỗi ở trên bên sửa một lần Ví dụ nó nhẹ mất khoảng tầm 1 triệu rưỡi. Mất khoảng tầm 1 triệu rưỡi. Các bạn sẽ là 10 triệu rưỡi trừ đi 2 triệu là còn 8 triệu rưỡi. Mất khoảng tầm 1 triệu nữa là các bạn chỉ còn khoảng tầm 7 triệu rưỡi. Cái máy của các bạn giá trị nó còn 7 triệu rưỡi. Nhưng nếu nó nối trên bên lần thứ hai nha. Các bạn phải mang qua. Nó cày lại một lần nữa. Thì cái máy của các bạn nó giảm giá là khoảng tầm 3 triệu cái bên đấy. Cái bài bên đấy nó giảm đi 3 triệu. Thì có nghĩa là cái máy của các bạn nó không còn là 7 triệu rưỡi nữa. Mà nó chỉ còn giá 5 triệu rưỡi. Thế nên là sau khi một năm các bạn sử dụng Các bạn mang cái máy đấy mang quay lại cửa hàng đấy bán Hoặc các bạn mang qua cửa hàng khác bán Các bạn cũng chỉ bán được khoảng tầm 5 triệu rưỡi Các bạn cứ chỉ bán được khoảng tầm 5 triệu rưỡi Đấy là cái lý do những chiếc máy cũ nó rớt xuống Và cái máy cũ nó sẽ có hàng dựng vì sao Tại vì cái máy cũ ấy Cái máy cũ nó có nhiều hàng dựng vì sao Tại vì cái máy cũ ấy Cái tỷ lệ máy lỗi nó cao này Thì khi lỗi nó phải khắc phục khắc phục là gì khắc phục là sửa chữa là thay thế thì nó ra những chiếc máy dựng và vì sao càng ngày càng có những chiếc máy dựng nó càng tinh vi như này tại vì đấy là do nhu cầu của những người mua lẻ thì là do người tiêu dùng người tiêu dùng thì bây giờ kiến thức của người tiêu dùng càng ngày càng nhiều nhưng mà mình nói ở đây là kiến thức của người tiêu dùng có nhiều nhưng thật sự ra mà mình nói đấy là do những cái chia sẻ ở trên nhiều diễn đàn chia sẻ ở trên nhiều các cái kênh xã hội nhưng người tiêu dùng đấy vẫn gặp phải một cái đấy là các bạn vẫn để ý những thứ bên ngoài mà chưa đi tìm hiểu về những thứ bên trong tại vì đơn giản nhất là đồ cũ là gì đồ cũ là đồ đã qua được cái bàn tay của một bên thứ ba không phải là nhà sản xuất đấy là qua bàn tay của những thằng bán lẻ qua bàn tay của những thằng bán lẻ và qua bàn tay của những con buôn thế nên đơn giản nhất đấy là bạn phải biết đấy là kiểm tra được bên trong của một sản phẩm chứ đừng có chỉ chăm 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 nhìn mỗi bên ngoài nhìn mỗi bên ngoài thì thằng làm mấy giờ càng ngày nó sẽ làm càng tinh vi càng ngày nó càng càng đẹp làm đẹp để làm gì để để bịt mắt các bạn Tại vì đơn giản nhất là bây giờ nhé Bán một chiếc máy zin Các ông có thể chỉ lãi được một triệu Trừ hết chi phí các ông chỉ lãi một triệu đến một triệu mốt Nhưng bán một chiếc máy dựng nhé Có thể lãi đến khoảng tầm 2 triệu, 3 triệu Ví dụ như cùng là một cây iPhone 12 này Đẹp như thế này nhưng nó là máy zin nguyên bản Như bản thân tôi mua vào nhé Mua vào giá là trên 12 triệu, 12 triệu rưỡi nhưng nếu mà là một con máy như thế này nhưng men của nó là men sửa sửa nỗi nặng như kiểu con này sửa bê bê này thanh lý mang bán chỉ được 8 triệu 8 triệu người ta mang về người ta mắn 12 triệu là người ta lãi 4 triệu thay vì việc đấy là chỉ có lãi một triệu đến 1 triệu hai mà đơn giản nhất là người ta bảo hành là bảo hành ngắn thế vì sao nó bán bán nó lại lãi lãi cao thế nó lại phải bảo hành ngắn và nên lãi cao này này nó có rủi ro không thì mình nói là có nhá ví dụ đơn giản nhất nó bán lãi 4 triệu nó bảo hành là bảo hành một tháng nhưng chẳng may dùng khoảng tầm 15 ngày ấy, nó chết khách hàng mang quay lại mà cái nỗi sửa nặng này nhá nếu mà động vào cái mên của nó nữa là đáp đi coi như thành phế liệu thì đơn giản nhất là nó lại phải đền cho khách một con máy khác. Mà đền một con máy khác ấy thì nó lại tiếp tục đi kiếm một con máy đã qua sửa chữa để đền cho khách. Vì một con máy như thế này này, các bạn phải nhớ một con máy như thế này này, cái giá trị của một con máy này này, bán là khoảng tầm mình bán là 8 triệu cho nó nhá. Thì khi nó chết hẳn, coi như là chết hẳn thì cái xác này nó mang bán còn được 5 triệu rưỡi. Mình nói luôn là cái xác này nó bán còn được 5 triệu rưỡi. Nó bán hết tất cả các linh kiện, nó bán hết cái vỏ. Vỏ này nó có thể bán được nhá. Bán để nó lắp sang một con vỏ xấu nhá. Đó, thì cái vỏ này nó cũng có thể bán được tất cả những thứ trong này đều là tiền đối với một một người gọi là làm nghề ấy, thì tất cả những thứ trong này đều là tiền kể cả con ốc nó còn đáng giá mấy nghìn đó có pin nó còn đáng giá cái xeo pin nó còn đáng giá chứ chưa nói đến là những cái linh kiện như là camera màn hình đó thì ở đây đấy là khi người tiêu dùng mua ấy, nếu nó chết nếu nó chết qua thời gian bảo hành các bạn mang đi bán thì các bạn sẽ chỉ bán khoảng tầm ba triệu nhưng nếu mà là thợ nó có thể bán được năm triệu rưỡi thì ở đây đấy là nó bảo hành ngắn nhưng không phải là nó không có rủi ro tại vì cái rủi ro của một con bệnh ốm yếu này kiểu như này là gọi là bị bệnh ấy ung thư chẳng hạn chẳng biết chết lúc nào cả xạ trị liên tục chẳng biết chết lúc nào thế nên là con máy này nó giống giống như một người ốm người ốm thì ở đây cái bảo hành ngắn nhưng cái cái rủi ro của cái đoạn thời gian ngắn ấy nó lại rất cao các bạn phải nhớ là cái rủi ro đấy nó rất là cao cho nên cái thằng bán mới dựng mặc dù nó lãi rất là nhiều nhưng nó phải chịu cái rủi ro không kém đó nhưng mà ở đây mình nói là kể cả nó có chịu rủi ro nữa thì cũng muốn sút lốp cái mồm nó chết cụ nó đi tại vì nó bán với dựng cho người tiêu dùng thì đây các bạn càng ngày cái kiến thức các bạn càng ngày càng nhiều các bạn biết đi mua máy các bạn phải test áp test áp các bạn mút thì bây giờ tất cả những cái thằng bán lẻ những thằng bán điện thoại ấy, khi nó mua của con buôn ấy thì thằng con buôn mày muốn xử lý mày muốn làm cái con mẹ gì thì làm nhưng mà mày phải đóng áp lại cho tao đó mày đóng áp lại cho tao mày dán áp lại mình nếu mà các bạn xem pet hoàng kiên nhiều ấy mình có lần mình còn chụp cái ảnh mình nói chuyện với mấy cái thằng con buôn ấy nó bảo mua áp doang áp doang nhắc về thỉnh thoảng nó còn dán cho khách các thứ nó bóc ra nó xử lý nó dán dán luôn cho khách để làm gì để khách nó đỡ kêu nó còn đi nó thay cả cái xe thay cả pin cho khách ví dụ như pin nó chỉ đạt khoảng tầm ví dụ như một mình nói nhá ví dụ như một con máy này một con máy này pin của nó 8 x chả 8 x có nghĩa là pin 85 hoặc 86 đó thì thường đấy là những con buôn về đấy cắm vào nó kích lên đến 90 91 kích lên 90 91 mà nó không cần phải tháo máy ra nó chỉ cần cắm cái cái bóc vào nó cắm và cái nó chạy thì nó lên 90 91 tại vì giữa 8 86 87 90 91 thì nó chênh nhau không đáng và cái đấy thì không có một ai phát hiện ra được nhưng nếu một con máy mà pin nó chỉ còn 81 82 mà nó sạc rất nhiều lần nó sạc 6 700 lần rồi chẳng hạn pin nó đó nó chai rồi gì dùng đến khoảng tầm 20 phần sọc nguồn gì đó nó sẽ tháo quả pin ra này Ờ, từ iPhone XS, XS Max trở lên nó tháo quả pin này Nó tháo cái chip này ra Nó lắp một quả pin khác vào Nó xài lại cổ cáp này, nó nắp quả cái cáp này lại Rồi nó cắm vào cái bóc Nó bắt đầu nó chạy, nó chạy nó để pin 90, pin 95 Ngày trước mình có làm một cái video về cái máy Nó thay pin đi, XS đi XS các bạn phải nhớ cái Nếu mà xem trên Youtube mình như có đấy Mình có làm một cái video về cái XS Mà nó thay pin mà gọi là Nhìn bên ngoài rất là đẹp nhưng cái đấy nó là máy nhật mà máy đấy là máy đã qua sử dụng rồi bóc ra đây toàn đóng lại cổ cáp này pin toàn đóng lại cổ cáp nghĩa là gì nó cắt cái cổ cáp này ra này à, nó nắp của pin khác vào à, thì cái thằng nó thấy ví dụ cái máy ôi rồi ôi đẹp thế nó để sạc ít lần pin 100 trăm rồi khách có thích không thích chứ ai chẳng thích à, sạc ít lần pin 100 trăm còn nếu thấy cái máy nó cũ cũ rồi nó ví dụ như con máy này đó à, nó cũng là đẹp keng nhưng nó là máy đã qua sử dụng nhìn ra qua sử dụng nó để sạc khoảng tầm 130 lần pin 98 trăm thích không thích chứ mà quả pin khi đã thay ví dụ như quả pin quả pin này đó. khi thay nhé thay quả pin này là quả pin ngoài không phải quả pin của thằng Apple nhé quả pin này nó sẽ đạt được 90 đến 95 phần trăm so với quả pin zin có nghĩa là các bạn phải nhớ là quả pin này này nếu các bạn để nó là pin 95 phần trăm nó sẽ giống như quả pin này pin 95 phần trăm nó chẳng khác gì cả đó nó chẳng khác nó chẳng khác thế nên là khi chúng nó sàng cổ cáp ra ấy, thường là chúng nó sẽ để đấy là sạc khoảng tầm trăm trăm rưỡi pin 95 96 phần trăm thì ở đây rất nhiều bạn không biết các bạn lại không biết cái đấy đó thế nên là mình khuyên một điều đấy là khi các bạn đi mua máy là phải bóc ra để kiểm tra cái đấy là cái quan trọng nhất và khi các bạn bóc ra đấy mà cái thằng cửa hàng nó cho các bạn bóc ấy các bạn có thể chụp lại cái ảnh ấy. nó cho các bạn bóc các bạn chụp lại ảnh cái sản phẩm các bạn mua ấy thì cái cửa hàng đấy còn ok chứ còn nó cứ dấu dâu diếm dâu diếm nữa máy bây giờ không đóng lại được áp suất đâu đóng làm sao được áp suất rồi nó bảo thế là các bạn có tin không? Ở cửa hàng tôi đến 95% tất cả những cái máy con áp của tôi là máy gì? Thế thì mẹ năm cái máy kia nó đéo biết. 5% cái máy kia nó không biết nó là máy gì à? Những thằng đấy là những thằng ngu, càng nói nó càng ngu và những thằng đấy ấy, khuyên một điều ấy. Cứ chuẩn bị sẵn giày. Bảo đấy là bây giờ mở ra không zin. Ừ, bố mày sút cái mồm bố mày đi về nhá. Trả tiền rồi mà. Tôi trả tiền máy rồi. Các bạn phải nhớ là mình trả tiền máy rồi, mình có quyền. Mình có quyền còn nó đéo cung cấp được cho mình cái quyền đấy thì thì mình có quyền lách mình có quyền lách còn kiến thức càng ngày các bạn càng nhiều thông tin nó va đập vào các bạn càng ngày càng nhiều và mình tin đấy là dần dần bạn mấy cũ nó sẽ phải làm ăn đàng hoàng sửa nói sửa lỗi bán bán lỗi xấu nói xấu không còn làm đơn lẹo được tại vì kiểu gì thì kiểu con lươn đấy địt mẹ giờ này thành cháo hết thế nhá